vì xã hội mà phục vụ vì chúng sanh mà phục vụ làm nhiều việc tốt thế nào là việc tốt là lợi ích cho xã hội lợi ích cho chúng sanh là việc tốt nếu như niệm niệm là lợi ích cho chính mình thì vẫn là việc ác nếu như chính mình Tranh giành Danh văn lợi dưỡng Ngũ dục lục trần Thì đó là diệt ác rồi Phật dạy chúng ta buông xuống Buông xuống tự tư tự lợi Phật dạy chúng ta nhấc lên Nhất lên là vì chúng sanh phục vụ Vì chúng sanh tạo phước Trên Kinh Kim Cang gọi là Lìa tất cả tướng Tu tất cả thiện Lìa tự tư tự lợi vì xã hội vì chúng sanh tạo phước điều này là công đức chân thật lợi ích chân thật chúng ta nên chăm chỉ nỗ lực mà thực hiện con người nếu có thể phát tâm chân thành thì phước báo của công đức tu ở trong một ngày như trên kinh thường nói mấy mươi kiếp đều hưởng không hết chúng ta tin tưởng lời phật nói ngài không nói dối không phải là nói những lời nói này để khuyến dụ chúng ta mê hoặc chúng ta không phải vậy mỗi một câu nói của phật đều là lời chân thật Cùng một đạo lý như vậy Nếu như bạn dùng tâm địa cực ác Tạo một ngày ác nghiệp Thì ở A Tỳ Địa Ngục Cũng là bấy nhiêu kiếp Không thể ra khỏi rồi Các hung họa phước Thường luôn ở trong một niệm hành vi rất ngắn ngủi thì quả báo bất luận là thiện hay ác đều không thể nghĩ bạc cho nên dụng ý có ấn độ để sướng ba bộ sách này thì chúng ta cần phải hiểu kỹ cần minh bạch đây là sự tận tình khuyên bảo của lão nhân gia Vậy bảo chúng ta Không tạo ác nghiệp Không đọa tam độ Trước tiên cần phải nắm chắc phước báo nhân thiên Từ nền tảng này Mà nâng cao lên trên Mới là sự tu học của Phật Pháp cho nên đoạn hết tất cả ác tu tất cả thiện điều này là giáo huấn của phật đối với người thế gian người thế gian không có tầm nhìn cao xa không có chí hướng rộng lớn vẫn không muốn xuất ly tam giới hưởng phước trong tam giới lục đạo nhất định phải hiểu được đoạn ác tu thiện cần phải hiểu được thế nào là ác thế nào là thiện vậy thì phải tu hành từ đâu là bắt đầu tu từ khởi tâm động niệm khi ý niệm vừa sanh khởi thì liền hiểu được ý niệm này là thiện niệm hay là ác niệm nếu như ý niệm này là thiện niệm thì cần khiến cho nó tiếp tục phát triển nếu như ý niệm này là ác niệm thì cần nhanh chóng dừng lại tu hành là hạ công phu từ chỗ này ý niệm trở thành hành vi thì không kịp nữa rồi sự tu học của phật pháp so với điều này cao hơn một tầng lớp đó là chuyển mê thành ngộ phật nói với chúng ta tam giới lục đạo đều là mê chưa giác ngộ sau khi ngộ rồi liền siêu dược lục đạo siêu dược tam giới đây là điều đáng quý nhất thời gian chúng ta ở trong tam giới lục đạo lâu quá rồi từ vô lượng kiếp đến nay đời đời kiếp kiếp không thể xuất ly từ trên phật pháp mà nói thì trong đời quá khứ của chúng ta đều đã từng tu hành trong phật pháp đã từng chăm chỉ tu hành nhưng tại vì sao không thể xuất ly Là vì chưa khai ngộ Vẫn sai đắm Danh văn lợi dưỡng Ở trong lục đạo Và sự hưởng thụ của ngũ dục lục trần Mà không biết được cái tai họa này không chịu triệt để buông xuống cho nên chúng ta mới không có cách gì xuất ly nếu chân thật thông đạt minh bạch rồi giác ngộ rồi buông xuống vạn duyên không những không tham ái thế gian pháp mà xuất thế gian pháp cũng không tham ái như vậy bạn mới có thể siêu dược siêu dược điều gì siêu dược tự tư tự lợi siêu dược tham sân si mạng siêu dược thị phi nhân ngã đây là siêu dược tam giới lục đạo